Rồi, ok, hello anh em nhé. Và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nè. Thì mình là Huy Romax đây. Ngày hôm qua tôi vừa mới về nhà và thấy rằng là Rana nó rao bán anh em à. Nó rao bán sự sức mạnh vượt cấp. Thấy ngon quá cho nên là chạy ra tiệm net mua ngay cái 200k về. Và bây giờ là đã có được Tulen hỏa thần lối tập cho anh em xem rồi đây. Một pha lao vào rất hay từ vị trí của Moratino, trầm trụ lục rất hay từ vị trí của Zuka kết thúc thành công Moratino. Nhưng mà quyền vượt làm gì bạn ơi, tả xung hữu đột vào khi đây là 3-1 à. Và đó là một pha tả xung hữu đột rất hay với định của Quyền Vương là định kết thúc cả hai Lữ Bố và Zuka. Nhưng thực sự là không ngờ rằng là còn có tôi anh em à. Bạn hơi đen ha Quyền Vương ơi. Rồi bây giờ thì chạy lên đây và hỗ trợ cho AD mình nào. Skirt mà đi support thì rất là khó chịu nha. Đặc biệt là trong phiên bản này Skirt vừa trâu mà còn lại vừa khỏe nữa. Chạy đâu đây Skirt ơi. Lại bị đây có Batman tại đây. Ui rồi ôi bộc phá rất hay từ vị trí của Skirt. Kết thúc thành công AD team tôi rồi. Tôi thấy hình như là Batman nó đang lãng vãng đâu đây đó. Nó mà lòi cái mặt ra là đậu xanh luôn cho một combo một phát thôi là về tới đàn nữa nha. Chạy đâu đây, cái gì đây. Bây giờ tôi sẽ kép góc nhé. Trong những cái trường hợp này anh em nên kép góc cho đồng đội, đó chính là anh em chỉ cần áp sát nó thôi là nó sợ nó chạy là team mình sẽ dễ dàng lấy trụ hơn nha. Đó, tôi thấy cái bộ trang phục này không biết anh em có cảm giác như thế nào, chứ tôi thấy bộ trang phục này nó vẫn chưa có đủ đẹp anh em à. Đó, theo tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao thì cũng có cái để chơi là ngon rồi. Rồi thằng này ăn cái chảo đi con ơi, ăn cái chảo đi con ơi. Bye bye. Lên bảng điểm số tập 2 rồi anh hai à. Bây giờ thì làm sao đây? Skirt đang cắm đầu chạy điên, bật ngay cái khiên chạy rất nhanh đi. Có ngay chiêu 1 và Moren team bạn sẽ lên bảng điểm số. Ok, truyền thuyết dành cho Tulen rồi. Cái bộ xanh cái bộ đỏ là hơi ngon đó nha Quyền Vương à. Biết điều thì về nhà đi nha. Cái gì? Làm gì vậy? Cắn gì anh? Lắc qua lắc lại ghê gớm vậy. Rồi. Nói qua một chút về cái vị tướng Tulen này thì đây là một trong những vị tướng có hai cách chơi. Đầu tiên đó chính là anh em có thể sốc đam cũng được. Nếu như anh em lên full đam mà con này mà thuộc dạng sốc đam á, trụ nó kinh khủng lắm anh em ơi. Còn nếu như mà anh em lên cái anh em chơi theo một cái phong cách như là cấu rỉa thì ok cũng được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em nên chơi Tulen phong cách như là cấu rỉa và nhây lì trong giao tranh thì nó sẽ gọi là rất là lợi hại luôn nhá. Đó, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì vị tướng Tulen này á, nếu như anh em càng gây được sát thương nhiều trong giao tranh thì những cái vị tướng mà áp sát bạn á, họ sẽ vô cùng là ngại luôn. Bởi vì cái lượng đam bạn gây ra là quá to đi. Ví dụ như thằng Ngộ Không nè, tôi sẽ cho anh em thấy nè. Ví dụ như thằng Ngộ Không nè, đỏ nó lên bảng đếm số nè. Tiếp theo là Skirt nè. Cái gì vậy anh? Đừng có khè em, bớt khè đi nha, em nguy hiểm lắm anh ơi. Moren chạy ra ăn thôi. Nhưng mà tôi đã kết thúc thành công Skirt và double kill dành cho Tulen rồi. Quá phơi luôn anh em ơi. Hôm nay chơi cái bộ trang phục này công nhận đã thiệt á. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á thì cái bộ trang phục này nó vẫn chưa đủ đẹp đâu. Đó. Không biết là theo anh em như thế nào chứ tôi thấy rằng là cái hiệu ứng kỹ năng của cái bộ trang phục này nó cho là châu chuốt đi nhưng không có để lại ấn tượng quá nhiều cho tôi. Đó là về vấn đề của riêng tôi nha.
Còn không biết anh em sao chứ, nhưng mà tôi thấy rằng là nạp sổ số mệnh vô tầm 200 ngàn mà có được cái bộ trang phục như thế này thì quá là ngon rồi. Vậy thì ngại gì mà anh em không nạp tiền vô mà để mua cái bộ trang phục này nha, đúng không? Rất đẹp, ngon, bộ rẻ nữa nè. Ngoài ra thì trong cái sổ số mệnh lần này thì anh em sẽ còn có thêm bộ trang phục của Zata tinh nhuệ nữa. Mấy cái bộ trang phục đó thì rất là đẹp luôn. Đó, chính vì thế là cái sổ số mệnh mùa này tôi đánh giá là nó rất là đáng đồng tiền bát gạo nha. So với cái lại cái mùa trước nữa, đó là cái bộ trang phục của Kera và Nacrop tuyệt bỏ biển, thì tôi không đánh giá cao cái mùa đó bởi vì trang phục của Nacrop xấu quá anh em ơi. Chắc là tại vì Nacrop có quá nhiều trang phục đẹp rồi cho nên là tôi không có ấn tượng lắm. Bây giờ thì làm sao đây Quyền Vương ơi, có Florentino che chắn rờ. Ồ, tình đồng đội rất là cao cả ha. Bây giờ thì làm sao đây, ba thành viên team này đang nhây với ba thành viên team kia. Một thành viên team kia quăng chiêu cứu ra khè ba thành viên team này, ba thành viên team này vẫn tiếp tục cống rễ ba thành viên team kia. Và bây giờ không có giao tranh, chạy về thôi đi chứ hả. Đây rồi, chạy đâu đây, chạy đâu. Ui ôi, sờ kết quá ngon luôn. Liệu Elsu kết thúc thành công và cũng đã phải sắp mặt rồi. Bây giờ thì sao đây, Florentino đang khè ai đây, khè lưỡi bố ư, khè sai người rồi bạn ơi. Trời ơi, tôi nhìn Florentino ngon thế nha. Thì tí nữa tôi sẽ làm pha mãn nhãn cho anh em xem solo skill với lại Florentino. Tại bây giờ tôi cũng hơi xanh. Nói thẳng ra là vậy. Cho nên là tôi cũng hơi xanh, cho nên là mấy cái chuyện này nó dễ lắm đây mà. Một combo kill của tôi là Florentino sắp mặt liền gì, đúng không? Đây anh em nhìn nè. Nói có sách thì mắt nó phải có chứng đúng không anh em? Đây. Bạn ơi, biết điều thì về nhà đi chứ hả? Về nhà đi. Đi về nhà đi mà. Xin luôn đó, trời ơi. Nói nãy giờ mà không chịu về. Lên bảng nha con trai. Ôi ôi. Ôi, quá đen cho bạn. Trận này gặp mình hơi xanh nha. Ôi ôi, làm gì anh ơi? Ôi bình tĩnh nào. Ôi rồi bình tĩnh nha. Ôi nó cay tôi đó anh em ơi. Đó là dấu hiệu của sự cay cú. Một khi mà anh em mà chơi Liên Quân mà có được cái dấu hiệu của sự cay cú thì phải nói rằng là team của mình sẽ vô cùng dễ chơi luôn. Mình mà khiến cho người khác cay cú là team mình rất là khỏe, bởi vì có bao nhiêu skill là team bạn sẽ dồn hết vào người mình, kiểu như là trút giận đó anh em ơi. Đó, nếu như mà anh em chơi được ê ao và lay cưng, trời dễ gì bạn, chị biết cái bài đó rồi. Bây giờ thì lên bảng đếm số đi nha. Hồi ơi, có đầu tư có bài bản đấy, tóc biến chiêu cuối các kiểu đồ, nhưng mà đoán được hết rồi bạn ơi. Hơi chậm tay nha. Pha đó mà Quyền Vương nhanh tay thêm tí nữa là tụi đi rồi anh em ơi. Rồi bây giờ không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ nói về cách chơi bu đồ, bu ngọc và bu phù hiệu của phi tướng Tulane nha. Về cái vấn đề bu đồ mình sẽ là như sau. Do mình đang đi mid nên mình sẽ là như thế này nè anh em ơi, theo cái cách của mình thôi nha, còn anh em thì mình không biết. Mình sẽ lên cái phượng hoàng lệ đầu tiên để có cái khả năng hồi mã thương, gọi là chúng ta sẽ trở lại giao tranh một cách nhanh gọn và lẹ hơn. Ôi ôi, rất trâu từ vị trí của Moren nha. Tiếp theo mình sẽ lên giày xuyên giáp phép, quyền trượng Rea, trượng bùng nổ, phương miệng Heket, sách thánh, và cuối cùng là khiên quyền thoại nha anh em ơi. Lại một lần nữa Florentino làm gì đó bạn ơi, làm màu à, cho thêm một cái lô điểu nữa thì chạy sắp mặt đi nha. Với cái bộ đồ như vậy thì anh em vừa có đam rất to mà anh em lại có hồi chiêu rất nhiều, cộng với khả năng vô cùng là trâu nữa, và có cả khả năng hút máu từ cái quyền trượng Rea, thì ngại gì mà anh em không chơi bộ đồ này. Đảm bảo với anh em chỉ cần chơi tầm 1-2 lần thôi anh em ghiền à, tôi nói thiệt đó. Còn ngộ không này giờ sao đây, ra đây bật coi đi chứ hả, chạy đâu đây. Trời ơi, cắm đầu chạy điên rồi. Nào, cho tôi thấy một cái ngộ không mà gọi là máu chó xem nào. Trời ơi, mỗi lần là tôi gặp ngộ không trong team là tới phút này là nó hành tôi ra bả rồi anh em ạ. Mà tôi không biết tại sao mà tới giờ phút này nó vẫn chưa có hành tôi nữa. Tôi chờ nãy giờ đó. Nãy giờ từ cái lúc mà đầu game, lúc bích tướng là tôi chỉ an ngoại. Nói chung là tôi chỉ ngại mỗi ngộ không và Moren thôi. Vì hai cái vị tướng đó cuối game mà xanh thì đố nào mà là đố nào mà chống lại được luôn á. Tôi nói thiệt anh em ơi. Bây giờ thì sao đây, quăng cái lôi điểu kép góc thành công Valentino. Quyền Vương chỉ dám đứng xa đá chiêu hai thôi. Bây giờ tôi cũng sẽ tiếp tục gây áp lực bằng cách là áp sát trụ nha. Nhưng mà anh em cũng phải cẩn thận một tí nha. Coi chừng đó tạo pha highlight đó. Skate lao vào dùng chiêu cuối đất hay không chứ rất nhiều. Lữ bố bật ngay phương tiện hỏi kích, rất là nhây lì trong giao tranh luôn. Nhưng liệu có làm được gì hay không đây? Hay đó chỉ là cái bao cát cái tim bạn thôi. Tiếp theo là Zuka lao vào trầm trọng lực hay không đây? Không có trầm trọng lực. Trời ơi, rất là tiếc luôn ha. Một pha giao tranh rất là bài bản nhưng mà team tôi vẫn chưa muốn đánh anh em à. Tim bạn mới gọi là đa nô mà đó. Cái gì vậy? Quyền Vương làm gì ủi tôi vào trừ ư? Nhưng mà tôi có lôi điệu và kết thúc thành công Quyền Vương rồi. Rất là nóng vội từ vị trí của Quyền Vương luôn. Cái gì thôi, bình tĩnh nào anh. Nào, bình tĩnh nào, để em tặng cho anh cái lôi điệu nha. Rồi, đường ai nấy đi nha bạn. Rồi, đường ai nấy đi, tôi không biết gì hết nha. Tôi không biết gì hết nha. Này là do bạn nhây thôi.
Ôi trời ơi, tự nhiên ho cái sợ Covid quá anh em ạ. Với lại là hiện tại đang trong tình trạng Covid vô cùng căng thẳng, nên là anh em nhớ là hạn chế ra khỏi nhà nha. Mà nếu như ra khỏi nhà thì nhớ đeo khẩu trang vào, và nhớ là phải rửa tay bằng nước xà phòng và dung dịch sát khuẩn nha anh em ơi. Đó, chúng ta chỉ cần mỗi người có một ý thức thôi thì cả cộng đồng sẽ có ý thức. Mà cả cộng đồng có ý thức thì tôi nói thiệt là cái... À, nói thiệt cái gì, chạy đâu, solo skill từ vị trí của Ngộ Không nè. Ngộ Không làm gì đây, tôi dùng cái lô điểu kết thúc thành công Ngộ Không rất là đơn giản luôn. Trời ơi, Ngộ Không nó sợ tôi anh em à. Gặp Ngộ Không anh em cứ lên cho tôi cái gương, cái khiên huyền thoại là nó tắt điện liền. Bởi vì Ngộ Không rất khóa những vị tướng ít máu, mà các bạn chỉ cần lên một cái khiên huyền thoại thôi là không thể nào có đủ đam để sốc. Đó, anh em phải có thêm giáp nữa thì ngại gì nhờ, đúng không nào. Trời hết luôn, tôi nói thiệt chứ vào này là tôi có thể cân năm được anh em ơi. Sờ kết đang làm gì đây, gãi ghẻ lưỡi bố ư, đấm không mất máu lưỡi bố luôn anh em à. Tiếp theo là ai đây, sờ kết vẫn tiếp tục nhây lì cho Chan ư, liệu đó có một pha sai lầm từ vị trí của Scott hay không đây. Bây giờ thì tôi ăn con dơi này để lấy thêm một chút máu. Tôi đã phát hiện ra vị trí của team bạn rồi, team bạn đã phải nằm sấp mặt hay chăng đây, chết một thành viên team bạn rồi. Ồ, và năm thằng đã lên bảng rồi anh em ơi. Ủa sao nó chết nhanh nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ nói về cách chơi rất đơn giản thôi. Anh em cứ dùng chiêu 1 trúng tướng địch, sau đó anh em dùng chiêu 2. Anh em nhớ là cái lần lướt và lần đi của anh em phải trúng cả tướng địch thì lúc đó anh em sẽ tích nội tại nhanh hơn nhá. Còn cái chiêu cuối của anh em thì anh em sẽ kết thúc những vị tướng nào mà còn tầm 20-30% máu thì vị tướng nó sẽ chết ngắt luôn nhá. Rồi, và đó chính là cách chơi. Còn về cái buông phù hiệu thì mình sẽ sử dụng thánh thuẫn cho vị tướng Tulen nha anh em ơi. Và đó là tất cả những gì mà mình biết về vị tướng Tulen. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo vào ngày mai nhé. Bye bye anh em nè. Bye bye.